Xin mến chào cô chú anh chị ha. Ngày hôm nay Nhã đi thác Giang Điền ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chơi đó vậy. Đó vậy xem nè, có một cái thác nhân tạo ha. Đó, một cái thác nhân tạo nhìn khá là đẹp luôn. Nó ngay chỗ những người mặc áo phao đó vậy, là cái chỗ mà có thể tắm được ha. Đẹp quá. Vào nước nó chảy xuống cuồn cuộn luôn nè. Ghê ha. Còn đây là cảnh người ta tắm đây. Đó, ở dưới đây là cảnh xung quanh nữa vậy. Đẹp ha. Đó, nhiều cái góc cạnh khác nhau của thác Giang Điền. Ồ, trong đây họ trồng cây cối nhiều ha. Đó vậy thôi. Từng cái bậc đá đi ra nè, cũng dễ thương lắm. Tuyệt vời. Đó vậy, thấy không, cái phía mà ở đó là cái phía nước chảy xuống đó vậy, hạ nguồn á. Còn bên đây nè, bên đây cũng dễ thương ha. Đó, bên đây nè có nhiều cái cục đá và cái cầu màu đỏ phía bên kia đó. Trên đó thì có cái nhà đó vậy, nhà ha. Đó, cái nhà ở trên đó đẹp quá. Đó, nhỏ giới thiệu quý vị ha, nhiều góc cạnh khác nhau của thác Giang Điền. Wow, dễ thương quá. Cảnh thiên nhiên hả vậy. Đó, đường đi lên nữa vậy. Đi lên ha. Đó, họ làm những cái bậc đi lên nè. Vậy thấy không? Dễ thương ha. Cầu gì cho cao lắm á. Ồ, đây có bông hoa nữa nè vậy. Bông hoa ha. Wow, đẹp rồi. Wow.
hoa dại mà nhìn dễ thương hả vị. Đây cũng có nhiều cây khác nữa nè. Nó trong đây nè vậy, rồi cũng có bán gì nữa nè, milk tea, trà sữa Đài Loan. Nhà hơi vắng ha, đó vậy thấy không, khung cảnh xung quanh thác chân điền ha, nó cũng có khá nhiều tiện ích. Dễ thương hả vậy. Đó. Đây thì họ làm cái lan can. Rồi đi tiếp thôi. Ồ, đây có bán gà rán nữa nè. Một mảng xanh ha. Quá dễ thương. Ồ, đằng đây có trái gì nữa vậy? Đây có trái gì nè. Lạ quá ha. Welcome tơ trà sữa. Trời mệt khát nước thì uống trà thôi. Quán trà sữa.
Ok, Nhã xin cảm ơn quý vị rất nhiều ha, đã dõi theo những video khám phá về du lịch của Nhã nha. Ok.